chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ tư 24 tháng 8 2022, Cường đến đây là 9:44 sáng. Hôm nay Cường trở lại đây để chia sẻ cho cả nhà xem về tình hình ở Metro Bến Thành Suối Tiên, ở cái đoạn đường Lê Lai. Hôm qua Cường cũng có quay ở cái đoạn đường Lê Lai này rồi, nhưng mà hôm nay lại khác nha cả nhà. Trước mắt cả nhà đó là đoạn đường công trường Quách Thị Trang, người ta đã tháo hết hàng rào ở phía miệt này rồi nha cả nhà. Đây là cái công trình Metro Bến Thành Suối Tiên trước chợ Bến Thành ở đoạn đường Lê Lai và đoạn đường công trường Quách Thị Trang. Ở cái công trường Metro Bến Thành Suối Tiên ở tại đây á, là người ta tái lập cái dòng xoay Quách Thị Trang và nhà cửa lấy sáng ga Bến Thành. Mời cả nhà cùng Cường xem cái công trình này nhé. Để Cường qua đường xong đến chợ Bến Thành, xong Cường đến đường Lê Lai để quay cho cả nhà phía cái mặt đó, cho cả nhà xem về ở phía người ta tái lập về dòng xoay Quách Thị Trang và nhà cửa lấy sáng ga Bến Thành. Hôm qua Cường cũng có quay ở cái đoạn đó rồi. Đây cả nhà có thể nhìn thấy đồng hồ ở chợ Bến Thành hiện giờ là kém 10 là 10 giờ rồi nha. Cường đến đây là 9:44, khoảng giờ này trời rất là nắng nóng nha cả nhà. Cường đi đội nắng luôn.